cuộc chiến này sẽ không có người thắng. Là cái việc mà ông làm sao ông biến đất nước ông thành một nơi xung đột về quyền lực của các nước lớn là ông chết trước này, chết chắc rồi. Hôm nay chưa xảy ra chiến tranh, ông tin tôi đi, một tuần nữa có, không nữa thì 5 năm nữa sẽ có. Khi ông chọn đất nước ông làm nơi xung đột quyền lực của các nước lớn thì ông chết chắc, ông nghiêng về bên nào cũng chết. Trong cái thế của Ukraine, anh nghiêng về Mỹ anh cũng chết, anh nghiêng về không đi dây. Anh sang Việt Nam học cái 30 Việt Nam này, không liên minh quân sự, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam, không cho nước ngoài sử dụng lãnh thổ Việt Nam để mà gọi là chống lại nước thứ ba. Tôi hỏi ông, sự kiện tên lửa của Cuba những năm 60, Cuba là đồng minh của Liên Xô, Liên Xô đã đưa tên lửa qua, cuộc cớ gì mà ông dễ đẩy như thế? Nhưng mà ông sẵn sàng cuộc chiến tranh hạt nhân. Nào, bây giờ thử xem cái chuyện này nó khác gì Cuba. Thì bây giờ phải nhìn lại, Nga cũng sợ chứ. Ông áp sát nó như thế, tên lửa ông đặt vào đấy, các hệ thống kỹ thuật cao nó đặt vào đấy, thì làm sao nó yên được? Rõ ràng cái chuyện đấy nữa ông phải xem lại. Chúng ta phải bày tỏ một cách rõ ràng. Ủng hộ cái an ninh của nước Nga theo cái nghĩa rộng là an ninh trong nội địa, nhưng an ninh không bị uy hiếp ngoài biên giới, tôi ủng hộ cái đó. Nhưng mà phải góp ý với bạn, trước hết là chúng tôi không đồng tình khi mà cái chủ quyền lãnh thổ của các nước không được tôn trọng theo luật pháp quốc tế, bất luận là cái hình thức nào. Dùng chiến tranh để giải quyết tranh chấp là càng không được. Và cái này thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta. Chúng tôi cái này là tự bảo vệ mình, tôi phải nói, không thể dùng chiến tranh được. Và đặc biệt là các bạn xem lại đi, cái này thì cuối cùng ai lợi? Nó tạo ra một mặt trận chống Nga không? Chưa bao giờ mặt trận chống Nga được hình thành như thế này. Như vậy nó có hai nguy cơ đi sau cái này. Cái nguy cơ xa, nguy cơ mà ít xảy ra nhưng vẫn có thể, đó là nguy cơ hạt nhân. Nhưng nguy cơ gần đấy chính là nó đào sâu cái ngăn cách và tạo ra một cái trật tự thế giới mới. Nó phá đi cái trật tự thế giới trên nguyên tắc đa cực và luật pháp quốc tế. Hòa bình quốc tế bị đe dọa là hòa bình của Việt Nam bị đe dọa. Cái đó mọi người dân làm cần phải hiểu điều ấy và đều phải có trách nhiệm ở chuyện này. Trong cái cuộc chiến tranh này thì các cái nước trực tiếp tham gia chiến tranh là Nga và Ukraine, theo đó là bạn bè của mình cả. Rồi những cái nước can dự vào thì đều là những cái đối tác của Việt Nam cả, ở nhiều phía khác nhau. Và họ đều cần chúng ta, tạo ra đều cần họ. Như vậy nó ảnh hưởng đến cả những cái quan hệ của Việt Nam hiện nay. Mà cái đặc điểm của chiến này là các bạn mình đánh nhau, mình không thể đứng bên nào được. Đấy, nhưng buồn một cái là cái đứng ngoài nó lại ăn. Là cái thứ ba là những cái hệ lụy, những cái tiền lệ xấu mà nó sẽ gây ra trong lâu dài. Cái này Việt Nam mình phải có chứng. Thế thì câu hỏi thứ hai là vậy thì phải làm gì? Chúng ta chỉ phát biểu, chúng ta chỉ quan ngại, chúng ta chỉ bày tỏ những vấn đề có tính nguyên tắc chung chung. Thế là được rồi, thế là tốt rồi. Miễn là cái quan điểm đúng đắn đã là tốt rồi, nhưng đã đủ hay chưa? Thì tôi lại nhớ đến cái bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hội nghị ngoại giao vừa rồi. Tức là trong tình thế giới hiện nay, trông thế nhưng mà không phải là lúc nào ổn định, thì một là mình phải căn cứ vào vị thế quốc gia để mà mình có những cái tiếng nói để đóng góp cho hòa bình, ổn định, an ninh của thế giới. Và đấy cũng là cái lợi ích của Việt Nam. Mà mình có thể hiểu ngầm đó chính là sự bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa, bảo vệ hòa bình cho đất nước từ sớm từ xa. Phải chăng đây chính là một cái trường hợp, một cái bài toán cho chính cái chủ trương ấy của Tổng Bí thư đặt ra hay không? Vấn đề là mình phải định vị được mình. Mình định vị thế nào là lợi ích của mình để mà mình đánh giá và mình hành xử. Mình suy nghĩ, mình hành xử. Đấy, có thể là mình phản ứng ở mức này, mức kia, nhưng mình phải hiểu được vấn đề. Thứ nhất là cái gì đúng thì mình phải ủng hộ. Đây là công lý quốc tế, đây là đạo lý quốc tế. Thứ hai nữa là phải ủng hộ cái lợi ích của Việt Nam mình. Cái gì có lợi cho Việt Nam mình mà không trái với đạo lý quốc tế thì mình ủng hộ. Tức là nhìn vấn đề này phải có hai yếu tố. Thứ nhất là căn cứ của nó là căn cứ vào luật pháp quốc tế và đạo lý quốc tế. Không thể căn cứ chung chung để mà nói liều được. Nhưng mà nó phải xuất phát từ lợi ích quốc gia dân tộc. Hay mình hay quên cái đấy. Tôi nhìn nhận vấn đề này với hai con mắt. Một con mắt là luật pháp quốc tế, đạo lý quốc tế, công lý quốc tế.
Nhưng con mắt thứ hai, tôi là người Việt Nam, tôi phải nhìn nhận nó trên cơ sở tôi bảo vệ lợi ích của đất nước tôi. Thì chúng ta mới nhìn thấy những vấn đề như này. Nước khác nó không nhìn ra vấn đề này là vì mình bảo vệ đất nước mình. Trong thời gian vừa rồi mình thiếu cái nhìn thứ hai, phán cho vui vậy thôi, chưa thấy cái nó sẽ đến với mình. Thì đấy là cái nữa là khi đã nhìn ra rồi thì phải hành động. Đây là cơ hội mà Việt Nam xử lý tốt, tuyệt vời. Vì mình được cả bạn, mình giữ được bạn, mình không mất ông Nga, không mất ông Ukraine. Kẻ thù tiềm tàng thì bị chặn tay lại, ít nhất là có một cái lời cảnh báo về cái cách ứng xử. Thì đấy là cái lợi ích quốc gia dân tộc. Thế thì vì sao không làm?